Các bạn ơi, hái được mấy chùm nho rồi các bạn. Thấy nho ngon thì hái, bây giờ ra đây không biết tính tiền sao. Để gần cái thùng táo, chụp hình cho nó đẹp nha. Đẹp chưa? Đó, nhìn mấy cái cọng hành quá bự luôn các bạn. Nè, mọc dễ sợ chưa? Đó, lá nào lá nấy cứng cáp như thế này. Cái này xào thịt chắc giòn lắm ha. Đó, cây nào cây nấy bự, người ta trồng ở trong cái chậu này các bạn. Ở nhà mình cũng có đường cây giống vậy đó. Rồi đây là nho nè. Đó, nho người ta ươm người ta bán nè các bạn. Một cây không biết bao nhiêu tiền nữa. Ha, quá chừng nho. Táo nữa nè. Đó, chỗ này người ta không có chăm sóc lắm. Để hoang tàn quá. Rồi, mình đi lòng vòng xem có trái nào hái nữa không. Đây, chỗ này có táo vàng nè các bạn. Gì mà nhìn cũng hoang tàn quá chừng. Đó, cây táo này. Đó, các bạn thấy không? Chưa kịp hái, đã rụng rồi. Xem có ngọt gì không? Cái này cái gì? Không biết phải trái táo không nữa. Xem có ngọt không các bạn ơi. Nó chua một cách khủng khiếp luôn. Trái gì á các bạn? Trái đào lông. Trái đào lông mà nó chưa có lớn. Nó còn non hay sao đó. Mà chưa kịp lớn thì đã tới mùa thu rồi. Cho nên chưa kịp chín luôn. À, nó chát, cắn thêm miếng nữa. Chát cỡ nào nha. Kinh khủng quá các bạn. Nó chát một cách. Cái mùi chát đó, nó bọc nguyên cả cái bốn cái răng trước luôn. Rồi cái lưỡi, cái đầu lưỡi. Nó chát mà muốn cái gì lấy gì gỡ ra luôn đó các bạn. Thiệt là ghê. Khủng khiếp thiệt. Bỏ xuống nha. Quá chừng. Chỉ có nho là ngon nhất à. Về hai trái cà chua dễ thương chưa. Rồi đi dạo tiếp các bạn ơi. Đó, vườn nho mùa thu nè. Vàng úa hết trơn rồi. Đâu có còn trái gì nữa đâu. Ha, các bạn thấy không? Nguyên dãy nè. Đang nguyên dãy nữa nè. Đó, hôm nay đi quay lá mùa thu cho các bạn xem đó. Rồi, từng là táo mà bây giờ người ta thu hoạch hết trơn rồi. Ở trên kia là cái vườn chắc blueberry hay sao mà cái lá của nó hồng hồng tím tím đỏ đỏ hết trơn. Mình phải cầm theo cái rổ này, nó nặng quá. Đó, đi phải vác theo cái rổ này nữa các bạn ơi. Nó nặng thì là nặng. Đã thiệt, hôm nay đi vô trong này, mấy đứa nhỏ nhà mình nó vô trong này đâu có thấy gì nữa đâu, đâu có thấy trái gì nữa đâu, chán rồi. Nè các bạn xem nè. Đó, người ta làm phân nè, các bạn thấy không? Ha, vỏ táo, củi, cây gì người ta ủ vô trong này để làm phân bón cho cây đó. Cây Việt Quất các bạn ơi. Nhìn Việt Quất nè. Đó, người ta trồng nhiều thì là nhiều, đỏ thì là đỏ. Mùa thu lá Việt Quất thì là đẹp ha. Các bạn thấy chưa? Không ai như mình hết trơn á. Vô cuối mùa đâu có còn cây trái gì nữa đâu quay. Đó, lá cây Việt Quất. Mệt chưa? Bạn ơi, vô trong vườn Việt Quất nè các bạn. Blueberry bây giờ lá của nó thành màu đỏ rồi các bạn. Rất là dễ thương. Mình quay nè. Đó, cầm rổ trái cây đi trong này nè. Mệt chưa? Đó, nguyên một dãy dài lên kia toàn là lá đỏ mùa thu cây Việt Quất, nhìn rất là xinh. Đó, hôm nay mình được hưởng giữa mùa thu cũng nhìn mình cũng xinh chứ bộ. Nó giỡn thôi. Mình cũng xinh mà, phải thiệt chứ bộ, sao bữa nay mình thấy mình xinh dữ ta, phải không? Phải, tự mình trả lời luôn. Nói chuyện vui tí nha các bạn. Đó, nguyên dãy Việt Quất này, thấy không? Bây giờ cái màu của nó quá đẹp luôn. Đó, mình làm trực thăng mình quay cho các bạn xem nè. Rồi, bay đi, bay đi.
Đó, bay đi bay đi. Quay thấy chưa? Đó, đâu cần máy bay đâu. Mình dùng tay mình quay cũng được. Ok, thôi mình đi vô đây chút xíu thôi. Bây giờ đi ra nha các bạn. Mấy đứa nhỏ mình giờ đi theo ông xã không biết đi đâu rồi. Đó. Cảnh mùa thu quá đẹp luôn ha. Hái được mấy cái này cũng ok rồi. Trong kia cũng có một số người đi dạo trong này mà đâu có trái gì đâu nữa, đi. Mình đi vòng vòng ở ngoài mình cũng không thấy trái gì nữa hết trơn, toàn là cây khô hết trơn rồi. Đó, có được trái táo này. Đó, trái táo mùa thu mình đụng thử có rớt không nha. Rớt liền. Đó, táo mùa thu chỉ cần đụng nhẹ thôi rớt cái bụp. Đây 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 đây, có trái táo này, ok nè. Hái bỏ vô đây ha. Táo này được đó các bạn, trái còn ngon nè. Hái ha. Đó, đã chưa? Bỏ vô đây. Thêm màu, thêm sắc cho cái rổ trái cây của mình chứ. Đó, hái được trái táo rồi. Nhìn ngon chưa? Ở trong còn trái nào không? Mình mới thấy mà. Hai ba trái gì đó, chắc mình đụng vô nó rớt luôn rồi. Trong này nè. Trong này có cái trái táo này nữa. Nó bị gì vậy? Đó. Cái tháo này nó bị gì các bạn ơi. Thôi bỏ dạ đại vô đây đi ha. Để tiếp. Có trái gì nữa đâu hái. Wow, ở trong kia nó còn táo kìa các bạn. Khu vực này còn trái nè. Để mình vô mình hái mấy trái vô đây cho vui nha. À, đi hái trái cây là phải đầy giỏ. Trong khu vực trong này nó còn ấm áp nè các bạn. Trái quá chừng nè. Đó, mình đã tìm ra chỗ quay cho các bạn xem rồi. Chuẩn bị mình chạy một lượt cho các bạn xem nguyên cả cái dãy táo này nha. Đó, la, đã chưa? Đẹp chưa? Wow, trái mùa thu thiệt là đỏ đẹp ha. Màu quá đẹp luôn. Wow, ở đây nè, nguyên một mớ luôn. Người ta đâu kịp hái đâu. Nhìn mê chưa? Các bạn thấy không? Ở trong này nó ấm cho nên nó giữ được trái, nó chưa có rụng. Xung quanh nè, mấy cái cây này nó che ấm cho những cái hàng táo này nè, cho nên mới còn trụ lại được đây, chứ không thôi là rụng hết rồi. Trái gì đâu mà đẹp quá chừng ha. Đổ xuống nhìn thơ mộng thiệt, đúng là mùa thu quá đẹp. Tuy là cây cối nó héo tàn nhưng mà nhìn rất là thơ mộng, thơ mộng. Mình không biết làm bài thơ chứ biết làm tặng cho các bạn một bài về mùa thu. Để mình làm một bài thơ tặng cho các bạn nha. Để mình làm một bài thơ đại đại mình tặng cho các bạn. Mùa thu táo rụng ven đường, hỡi ai có đến lượm giùm cho tôi. Mùa thu táo quá đẹp táo ơi, mùa thu sao đẹp ngất trời. Lòng tôi xao xuyến bồi hồi không nguôi. Mùa thu se lạnh sắc màu, chim bay thẳng cánh còn tôi ở đây. Chim bay về tổ còn tôi thì lang thang ở đây. Táo các bạn thấy nè. Đó. Táo ngả nghiêng. Có trái nào hái được không? Trái này ok ha. Hái trái này. Trái này đẹp nè. Đúng. Trái này nhìn đơn lẻ một mình mà đẹp. Cái trái này đẹp nè các bạn. Đó, chưa gì đã rớt rồi. Ok, trái này luôn. Có đẹp không? Xấu quá. Thêm mấy trái nữa đó. Còn đâu nữa? Có trái nào bự nhất hái ha. Quá chừng là trái. Đã chưa các bạn ơi? Tìm trái nào hái. Rồi, hái đại đi ha. Đã quá chừng, bỏ vô đây. Còn nữa không? Mình táo thấy mê quá các bạn ơi. Trời hôm nay cũng hơi mờ mờ,
không có nắng đâu. Bây giờ chắc cũng 4 giờ chiều rồi đó, chuẩn bị sập tối rồi đó các bạn. Hái vài trái rồi đi về. Làm sao mình có đất rộng mình trồng được một vườn táo như vậy, vô hái mới là mê, thiệt là mê. Quả vậy đây, ngon ha. Đó, có nho, có táo, có cà chua. Hái thêm vài trái táo nữa. Táo này, trái này ok nè. Ok không? Còn nữa không? Mấy trái này nó ngọt lắm các bạn. Nhìn nó không có được đẹp như lúc mùa hè, nhưng mà bây giờ nó rất là ngọt. Vị ngọt nó đậm lắm. Ồ, mấy trái nho này dập hết rồi. Đó. Ngon chưa? Ha, được rổ trái cây chứ bộ. Được rổ trái cây nè các bạn ơi. Nhìn ngon quá. Thêm trái nào nữa không? Nhìn trái nào trái này. Nhìn nè. Táo gì đâu mà nó đổ xuống vậy. Nhìn sao không đẹp ha. Đó. Mê chưa? Rớt cái trang rồi. Hai vài trái nữa nha. Hai vài trái nữa các bạn ơi. Chỗ này ok nè. Đó, chỗ này ok ha. Wow, táo gì mà nhìn đẹp thấy cứng luôn á. Cắn miếng thêm. Nhìn ngon quá. Ăn miếng nè. Ngọt, 100% ngọt luôn. Quá ngon. Quá tuyệt vời. Hai trái mời các bạn. Đây, trái này ngon nè các bạn. Trái này ngon ha. Hai trái mời các bạn nè. Mời các bạn ăn cùng mình nha. Wow, ngon quá các bạn. Ăn chưa các bạn? Mời các bạn ăn miếng nha. Đó, rất là ngon, ngọt, vị táo mùa thu, ngọt ngây ngất luôn, đẹp như mùa thu, ngọt ngào như mùa thu luôn các bạn. Mình thì sợ mùa đông lạnh quá, nhưng mà tuyết rất là đẹp. Thôi ăn miếng nha. Ngồi đây mà ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây. Mây đâu có mà ngắm. Nhìn bầu trời nè. Mờ, lạnh mà. Trời này hôm nay thì lạnh sơ sơ thôi, cũng không có lạnh lẽo lắm đâu. Đó. Bỏ trái táo này xuống mới ăn được ha. Quá ngon. Các bạn ơi, đi hái táo mùa thu ăn rất là ngọt ngào. Mùa hè thì táo nó còn có chút xíu chua. Mùa thu thì quá tuyệt vời, là ngọt. Ai thích ăn ngọt thì đi hái táo mùa thu. Rẻ lắm các bạn. Có khi hái xong rồi người ta nói đi về đi, khỏi tính tiền. Tại vì trước sau gì cũng rụng mà. Hôm nay không có ai tính tiền hết trơn á. Ai muốn trả tiền thì trả, không muốn trả thì thôi. Mà trả cũng không có chỗ để trả nữa. Đâu có ai nhận thẻ đâu. Không đem tiền mặt đi, chỉ đem thẻ. Hả? Chỗ này nó có chút xíu sau. Đẹp quá. Ngồi về mà ăn. Nhìn táo đẹp chưa? Đứng đi ha, ngồi mới thấy được. Từ nãy giờ ăn no luôn rồi các bạn. Vừa ăn táo, vừa ăn nho, thử đủ trái cây hết trơn. Máy bay ở đâu? Máy bay mờ quá cũng không thấy được.
mình ăn thiệt tình lắm. Ăn hết luôn. Quá là hấp dẫn. Cái thịt đó nó lạnh lạnh. Lạnh không quá ghê răng, không quá kiêng răng đâu. Lạnh sơ sơ thôi, thua tủ lạnh mà ăn rất là ngon. Đi dạo vòng cho các bạn xem nè. Quá, ở đây nguyên chùm luôn. Thấy không? Cái này ăn vậy xong rồi ha. Có trái nào ngon không? Trái nào thiệt ngon không? Ở trong này người ta đem camera máy chụp hình rồi người ta vô người ta chụp cảnh mùa thu của táo. Đó. Mình thì quay phim, mình không có chuyên chụp hình, mình chỉ chuyên ăn táo thôi các bạn. Nhiều người vô đây á, người ta chụp để người ta lên hình mùa thu của táo đó. Có trái nào ok không? Trái nào nó cũng có cái con ốc sen này các bạn, thấy chưa? Nè. Đó, các bạn thấy cái trái này nó có con ốc sen không? Thấy rõ chưa các bạn? Làm sao cho các bạn thấy rõ? Đó, nó có con ốc nè, nó bám ở đây nè. Coi chừng mình ăn vô là được ăn ốc trộn với táo luôn đó các bạn. Hôm nay quá vui luôn. Đó, thấy người ta không? Đem máy chụp hình quay phim rồi tới nhặt cái rõ. Nhặt cái vỏ của mình. Còn cái trái táo nào mà đẹp nữa đâu. Trái nào nó cũng bị dày hết trơn á, nó lạnh quá nè. Đó. À, ông xã mình gọi rồi. Có trái này bự nè. Trái này ok nè. Bự. Ào. 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 Đã chưa? Ông xã gọi quá. Đợi tí ông xã ơi. Gọi gì mà khiếp vậy? Gọi. À, đang quay táo tí. Hái gần xong rồi. Đi bạn đi nè. Ừ. Ông hối về các bạn ơi. Xã mình hối về. Thôi hái chừng này ok rồi các bạn. Đó, đã chưa? Để mình qua một chỗ khác xem. Chạy. Đó. Đó, ôm dài đi cho chắc. Qua chỗ khác xem có cái trái nào đẹp hơn không? Đó, hồi nãy là mình quay cái mặt kia. Bây giờ mình quay mặt này nè. Đó. Mặt này là mặt đổ của cây táo qua, bên kia là cái mặt, cái lưng của cây táo, bên đây là cái bụng của cây táo này các bạn. Đó. Đã chưa? Đã ha. Nhưng mà mình vẫn thấy ở bên đổ, bên phía cái lưng á nó đẹp hơn là phải. Bên này nó tùm quá. Thấy chưa? Đẹp ha. Wow, táo gì mà đẹp dữ. Núp ở đây luôn các bạn ơi. Trời đang mưa rồi. Ông xã thì đang hối. Đây có trái nè. Đây có trái nè, làm sao mình hái được giờ các bạn. Đây có trái, hái bỏ vô đây. Đây có trái nè, mỏi chân quá, mình kê cái chiếc người. Đó. Thời đủ rồi ha. Chị đủ rồi, hôm nay hẹn năm sau nha. Hẹn năm sau mình sẽ vô cái vườn này. Mình hái nhiều thứ hơn cho các bạn xem. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Đi về đây. Đi về thôi. Ok. Má đâu biết. Có trả tiền không? Đi quay cho mẹ cái. Đọc xuống. Rồi quay cho mẹ. Nè các bạn ơi, hôm nay hái được chừng này nè. Táo giữ trong Vi thấy không? Ở trong nó đẹp lắm. Vi muốn chụp hình không? Không. Trời mưa rồi nè. Lượng cảnh mùa thu nè. Quá. Quá đẹp luôn. Má, cái gỗ của ai vậy? Gỗ của ai vậy? Gỗ của người ta. Má, người ta có cho lấy không? Từng hàng nho. Để hỏi người ta coi trả tiền rồi lấy đem về. Người ta hái xong á là sắp hết trên bàn. Trái bí nữa nè. Đó. Thấy chưa? Đó. Dễ thương thiệt.
Nè, tính tiền đi. Thì anh cầm đi, anh cầm. Hỏi nó có tính không? Hỏi nó đi, không được thì không tính thì bỏ lại. Tính thì lấy. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích, thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác. Mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.